mùi vị thơm ngon của dầu tây quyện với sữa, những lát cam căng mọng hay nhiều loại hoa quả với hương vị sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Với máy làm sữa chua Kangaroo, với một chiếc máy có kiểu dáng nhỏ gọn và tiện ích, một chiếc máy làm ra nhiều ly sữa chua thơm ngon tuyệt hảo. Với máy làm sữa chua Kangaroo, với chiếc máy này, sữa chua được làm ra còn có khuẩn sữa chua cao hơn nhiều so với sữa chua thông thường. Làm sữa chua thủ công với nhiều công đoạn phức tạp và không hợp vệ sinh, bạn phải liên tục kiểm tra xem sữa chua đã lên men hay chưa. Đôi khi công sức và tiền bạc mà bạn bỏ ra lại không thu được kết quả như mà bạn mong muốn. Với máy làm sữa chua Kangaroo, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt, kiểu dáng đẹp mắt, nhỏ gọn và thời trang. Kangaroo mang tới cho bạn máy làm sữa chua với công thức ủ và lên men hoàn hảo nhất. Chỉ với chiếc máy nhỏ xinh này, bạn đã có thể làm ra sữa chua tự nhiên, sữa chua hoa quả tươi, sữa chua từ mứt trái cây, sữa chua đậu nành. Hương vị hấp dẫn và không chỉ thơm ngon, còn rất bổ dưỡng cho sức khỏe của cả gia đình bạn. Để làm ra những ly sữa chua với màu sắc đẹp mắt, bề mặt láng mịn, hương vị thơm ngon này có dễ dàng không? Với máy làm sữa chua Kangaroo thì không gì là không thể. Để làm ra những ly sữa chua với màu sắc đẹp mắt, bề mặt láng mịn và hương vị thơm ngon có dễ hay không? Với máy làm sữa chua Kangaroo thì không có gì là không thể. Nguyên liệu để làm sữa chua gồm có một hộp sữa đặc, một hộp sữa chua, nước đun sôi để nguội và bạn có thể dùng thêm sữa tươi để sữa chua thành phẩm được đặc hơn. Chúng ta đổ lần lượt những nguyên liệu trên vào bát, đánh đều để hỗn hợp tan hết. Để sữa chua đặc hơn, chúng ta sẽ thêm vào 1 lít rưỡi sữa, từ 3 đến 4 thìa sữa bột. Chia đều hỗn hợp vào các cốc. Quý vị và các bạn lưu ý là không nên đổ sữa quá 2/3 cốc. Sau đó hẹn giờ và ấn nút. Các bạn thấy đấy, ngay cả khi tôi dốc ngược cốc sữa chua xuống như thế này, sữa chua vẫn không hề bị rơi ra, độ đông đặc của sữa chua là rất tốt. Và khi hương vị mềm mát, chua ngọt thơm ngậy của sữa chua quyện trên đầu lưỡi, bạn mới cảm nhận được hết những gì tuyệt vời mà chiếc máy nhỏ bé này mang lại cho cuộc sống của mình. Đặc biệt, máy làm sữa chua Kangaroo loại 8 cốc còn có chức năng hiển thị ngày, bạn sẽ không phải lo sữa chua hết hạn sử dụng nữa. Đó là một đặc tính tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng hữu ích, vừa giúp bảo vệ sức khỏe, vừa giúp tiết kiệm chi phí. Máy làm sữa chua Kangaroo loại 8 cốc có kiểu dáng hình chữ nhật sang trọng. Cốc được làm bằng thủy tinh, an toàn cho sức khỏe. Vì vậy mà bạn hoàn toàn có thể an tâm khi cho trẻ nhỏ của mình thưởng thức những cốc sữa chua từ chiếc máy tuyệt vời này. Bạn muốn một ly sữa chua hoa quả? Hãy để chiếc máy làm sữa chua Kangaroo giúp bạn. Còn gì tuyệt vời hơn khi trở về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi, bạn được thưởng thức sữa chua hoa quả thơm ngon. Bạn muốn nhiều nhiều ly sữa chua với những hương vị khác nhau từ máy làm sữa chua Kangaroo? Bạn hoàn toàn có thể sáng tạo với chiếc máy nhỏ gọn nhưng đặc biệt tiện ích này. Với máy làm sữa chua Kangaroo, bạn chỉ mất có 17.000 đồng để làm được 12 cốc sữa chua, tiết kiệm chi phí lên tới 43.000 đồng so với chi phí mua sữa chua thông thường. Quả là hấp dẫn phải không nào? Điểm khác biệt mang tính ưu việt của máy làm sữa chua Kangaroo đó là nó có nhiệt độ trong khoang chứa luôn được duy trì tại nhiệt độ lý tưởng. Vì thế mà những ly sữa chua làm từ máy Kangaroo có độ đặc cao hơn, bề mặt láng mịn hơn so với máy làm sữa chua thông thường, thời gian ủ lâu hơn những máy làm sữa chua hiện có trên thị trường. Nhưng đây cũng chính là ưu điểm mà máy làm sữa chua Kangaroo mang lại. Nó tạo ra khuẩn sữa cao hơn 2.400 lần so với sữa chua thông thường. Máy làm sữa chua Kangaroo còn có loại 12 cốc, tiện ích nếu như bạn muốn làm sữa chua với số lượng lớn. Với chất liệu nhựa an toàn, máy làm sữa chua Kangaroo 12 cốc an toàn cho sức khỏe của bạn và gia đình. Máy làm sữa chua Kangaroo loại 6 cốc còn có chức năng làm sữa chua đậu nành. Với rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe mà đậu nành mang lại, nên dù thời gian ủ sữa chua cũng như là nguyên liệu để làm nên món sữa chua đặc biệt này có cao hơn những loại sữa chua thông thường, thì sữa chua đậu nành vẫn thật hấp dẫn. Máy làm sữa chua Kangaroo có 3 loại trên TV Shopping cho bạn lựa chọn. Thứ nhất đó là máy làm sữa chua Kangaroo KG80, 6 cốc, dùng làm sữa chua đậu nành bổ dưỡng, công suất 35W, dung tích 1 lít. Máy làm sữa chua Kangaroo KG80 có giá bán là 590.000 đồng. Thứ hai đó là máy làm sữa chua Kangaroo KG81, 8 cốc thủy tinh trong suốt, đặc biệt có hiển thị ngày, có chức năng hẹn giờ, công suất 50W, dung tích 1,6 lít. Máy làm sữa chua Kangaroo KG81 có giá bán là 950.000 đồng.
Và thứ ba đó là máy làm sữa chua Kangaroo KG82, 12 cốc vô cùng tiện ích, công suất 50W, dung tích 2,2 lít. Máy làm sữa chua Kangaroo KG82 có giá bán 850.000 đồng. Kangaroo, sản phẩm hàng đầu thế giới.